phiên bản 12.8 sắp được ra mắt vào ngày 27 tháng 4 tới. Bản cập nhật này đem đến 15 vị tướng được Riot tăng sức mạnh. Điều này khiến cộng đồng vô cùng bất ngờ, bởi 12.8 là phiên bản sử dụng cho MSI 2022. Liệu với những thay đổi của Riot Games, lựa chọn nào sẽ nổi lên thống trị tại giải đấu? Và nguyên nhân do đâu? Hãy cùng Cảm Ơn Thao đi tìm câu trả lời. Lucian đứng đơn. Sau đợt chỉnh sửa nội tại sau thủ ánh sáng, phát bắn sẽ gây thêm sát thương phép nếu Lucian được cường hóa bởi đồng minh khác. Lucian đã bị đưa xuống đường dưới theo đúng chủ đích của Riot Games. Tuy nhiên, qua thời gian sau đó, với sự thống trị của khẩu pháo nổi loạn Jinx và song nguyệt chiến binh Aphelios, Lucian cũng chẳng thể xuất hiện tại đường dưới. Với bộ kỹ năng chủ động giao tranh, trong các tình huống solo, hắn có thể nhịn hơn xạ thủ khác. Nhưng trong các giải đấu, chỉ cần lướt E, truy cùng diệt tận, hắn ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Ludwig Lucian dần bị bỏ ngỏ. Phiên bản 12.5, hắn ta được tăng một ít sức mạnh, với 2.3 sát thương cơ bản mỗi cấp được tăng thành 2.9. Kỹ năng Q, tia sáng xuyên thấu, được tăng thêm 20% sức mạnh công kích thay vì 10. Thiên thời, địa lợi nhân hòa. Giờ đây, hắn ta đã có sức mạnh của mình, tuy không được như trước, nhưng Lucian ở thời điểm hiện tại đã có thể được đem ra đường đơn như mid và top để chinh chiến. Cùng Phong Linh đã bị tăng hồi chiêu lên 120 giây, nhưng tên xạ thủ này vẫn có thể sử dụng tốt móc diệt thủy quái. Lối chơi sốc sát thương với sẵn sàng tấn công và thương phục hận. Một thanh trừng của hắn sẽ đủ để đem về điểm hạ gục mà không cần phải bắn phát nào. Đây cũng là vị tướng đi đường mạnh và áp lực rất tốt ở giai đoạn đầu và giữa. Các tuyển thủ thường pick tên da đen ba súng này để đối đầu với các vị tướng bóng mạnh như Orianna hay Syndra, hay các kèo kỹ năng top như Jayce và Janna. Chắc chắn Lucian sẽ là một power pick tại MSI này. Jax được trên. Cũng như số phận của Lucian, Jax đã không còn được ưa chuộng qua thời gian qua. Riot Games buff cho hắn ta thêm máu cơ bản và kỹ năng W, vận sức được tăng sát thương nho nhỏ. Đầu trận, hắn sẽ dễ thở hơn và có khả năng trả đòn lại đối phương. Các đối trọng tại đường trên như Jayce và Trindam cũng đã bị giảm sức mạnh không ít. Jax sẽ không phải là một live pick. Hắn sẽ counter pick rất tốt khi được chọn sau để đối đầu với các vị tướng kém cơ động và ăn gõ của hắn ta. Giai đoạn sau, khi hắn đạt các trang bị cần thiết, Jax là một cỗ máy đẩy lẻ. Sức mạnh bậc thầy cho phép hắn ta gia tăng lượng giáp và kháng phép đáng kể, chịu đựng lâu hơn trong giao tranh, và hắn sẽ có nhiều thời gian nện lâu đen vào mặt các chủ lực. Ngoài ra, vũ điệu tử thần sau đợt thay đổi chi số, trang bị này trở thành một hot item đối với các vị tướng đấu sĩ ở khu vực top lane. Khả năng hồi máu ba đạo và lượng chi số không tồi đến từ trang bị này là một bài toán nan giải khi không có vết thương sâu để giảm hồi máu từ vũ điệu. Poppy rừng. Poppy rừng tuy không còn quá xa lạ khi cô nàng từng được sử dụng tại chung kết thế giới 2021 dưới bàn tay của Honor. 12.8 Poppy được tăng các hiệu ứng và giảm hồi chiêu kỹ năng như W không thể lay chuyển, hồi chiêu giảm từ 24-16 giây xuống 20-12 giây. Kỹ năng R, sứ giả phán quyết, thời gian hất tung tăng từ 0.75 lên 1 giây. Tốc độ búa bay tăng từ 2.000 lên 2.500. Tầm bị hất văng từ 2.400 lên 3.400. Thời gian hồi chiêu khi bị ngắt hoặc không dùng giảm từ 30 xuống còn 15 giây. Tuy không được thêm sát thương hay bất kỳ chống chịu nào, nhưng những thông số trên hỗ trợ tốt cho cô nàng để counter những vị tướng băng vào như Javan đệ tử, Nocturne hay Rengar. Tại các giải đấu, những đội tuyển Vendo đang xoay quanh và cover cho xạ thủ. Poppy là một lựa chọn tuyệt vời để hướng đến các trang bị chống chịu, vừa có thể mở giao tranh với xung phong, vừa ngăn cản các kẻ địch từ không thể lay chuyển và chiêu cứu sứ giả phán quyết. Yasuo, Gragas, hỗ trợ, hoặc Yasuo, Diana, rừng. Bạn không hề nghe nhầm, đúng vậy. Đấng hiện tại đang trở lại rất mạnh mẽ tại đấu trường công lý, được tăng sức mạnh ở phiên bản 12.2 với bảo kiếm được cộng thêm 102% sức mạnh công kích. Phiên bản 12.7 chiêu cứu tràn trối được giảm thời gian hồi chiêu và máu cơ bản được tăng lên 5-20. Các thông số này nghe qua thì có vẻ không đáng kể, nhưng trong một trận đấu thì Yasuo thực sự là một con quái vật. Khả năng đi đường an toàn và thăng tiến sức mạnh từ sớm với nỏ tứ thủ và dây cuồng nộ, tên kiếm sĩ giờ đây đang chiếm rất nhiều ưu thế ở khu vực đường giữa. Nếu Yasuo xuất hiện tại MSI 2022, combo Yasuo Gragas sẽ trở lại, nhưng Gragas này có thể sẽ được pick ở vị trí hỗ trợ. Gá bợm rượu đã không còn xuất hiện tại khu rừng từ rất lâu. Bên cạnh đó, Diana tuy ít được sử dụng, nhưng với Yasuo, Wombo combo trăng trối cùng trăng mờ sẽ tạo ra nhiều đột biến trong giao tranh. Đây có thể là lá bài tẩy để chống lại người Hàn, người Trung. Vì các đội khu vực LEC và LCS thường rất thích phối hợp những chiêu thức diện rộng quan trọng với nhau. Về xạ thủ, việc giảm sức mạnh các vị tướng xạ thủ sắp tới như Jinx, Xayah,
khi khả năng đi đường và đạt ngưỡng trang bị của các Hulk này sẽ bị hạn chế phần nào. Đây cũng là lúc thợ săn bóng đêm trở thành một trong những vị tướng mạnh nhất khu vực nửa dưới. Dù không được tăng sức mạnh tại các phiên bản gần đây, cùng với việc thay đổi nội tại từ nỏ tứ thủ ở 12.7, combo trang bị nỏ tứ thủ, gương suy vong và ma vũ song kiếm, tuy khả năng hồi phục hạn chế hơn trước, nhưng cô nàng lại có thêm máu và còn quay tốt trong giao tranh với tốc độ bắn cao và tốc độ di chuyển cộng thêm. Các sở thủ tay to có tiếng như Guma Yushi, con bài về sẽ là một trong những lựa chọn khó giải quyết vì ở giai đoạn giữa và cuối, về là một cô máy TPS, các đồng đội sẽ đón xoay quanh về hỗ trợ cho cô nàng gây sát thương và triệt hạ những vị tướng chống chịu rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Kiếm Amu tuy không phải là tướng nhưng trang bị này khoảng thời gian qua được rất nhiều game thủ sử dụng. Việc giảm giá tiền từ 2.400 vàng còn 2.300 nhưng vẫn giữ nguyên tác dụng. Thời gian hồi chiêu được giảm về 35 giây thay vì 45 như trước. Nâng cấp sớm kiếm Amu sẽ đem lại tác dụng rất nhiều trong khoảng thời gian đầu trận. 50 sức mạnh công kích, 10 sát lực và 15 điểm hồi kỹ năng. Các vị tướng cần sát thương và điểm hồi kỹ năng từ sớm như Zed, Graves hay Pike sẽ ưu tiên món trang bị này. Và việc thi đấu từ một giải đấu lớn như MSI, các người chơi cần kiểm soát bản đồ ngay từ giai đoạn ban đầu. Kiếm Amu sẽ là một sự lựa chọn tối ưu lượng tiền và tác dụng mà nó đem lại.